Chiều nay ngày 30 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật trên Sunnedener Park để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan lúc 19 giờ ngày mùng 1 tháng 8 theo giờ địa phương. Đây là buổi tập cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại Auckland trước khi di chuyển sang Dunedin vào sáng mai. Trước khi bắt đầu buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Chung dành thời gian chia sẻ, động viên tinh thần các học trò trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Sau khi hoàn thành các bài tập khởi động cùng huấn luyện viên thể lực Cedric Roger, các cầu thủ tiến vào các bài tập về chiến thuật được ban huấn luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan. Do thành phố Dundin có nền nhiệt khá thấp so với các địa điểm khác tại New Zealand, nên trận đấu thứ ba của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong sân vận động trong nhà Dundin Stadium. Đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che kín toàn bộ, tạo thành không gian khép kín, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu trong mùa đông lạnh và mưa nhiều tại đây. Sáng mai ngày 31 tháng 7, toàn đội sẽ di chuyển tới Dundin bằng chuyên cơ do FIFA bố trí riêng cho các đội tuyển nhằm đảm bảo lịch trình theo kế hoạch của giải